Xin chào tất cả các bạn, hôm nay chúng ta cùng nhau chơi một tựa game của tên là Ninja Awesome. Game này cũng khá là hay nhưng mà chơi lâu hơi mệt. Ở đây thì chúng mình có rất là nhiều các khả năng và health này, các thứ của ninja của mình. Tuy nhiên thì mình cũng đã nâng cấp đầy đủ rồi. À, chúng mình sẽ chọn cái phi tiêu này nhá. Ở trên này là những cái mà thứ mà mình sẽ dùng để làm vũ khí phi tiêu. Lúc mà ném là cái hộp quà trông ngớ ngẩn lắm nên mình sẽ đổi sang cái phi tiêu này. Ở đây thì nhiệm vụ chúng mình chính là phá sập 3 cái cầu. Ủa, chưa phá được. Nhảy lên bằng cách ấn vào màn hình bên trái nhá. Và sợ nhảy vào có hai thế, ngu thế. Và khi phi tiêu bằng cách ấn vào màn hình bên phải, chúng mình có thể double tap để nhảy hai lần và nhảy cao hơn. Rồi. Và các bạn có thể phá cầu bằng cách là nhảy lên sau đó kéo xuống xuống dưới. Đó. Và không phải cái cầu nào phá được đâu, chúng mình có thể mình mới ăn được một cái khả năng đặc biệt đấy là phi phi tiêu nhanh hơn. Cái này là 500 hút tiền nè. Rồi, và mình đã hoàn thành được một nhiệm vụ. Ở đây thì nhiệm vụ là thu thập được 3 cái cuộn giấy bí mật đấy. Không biết là nó ở đâu nữa. Ôi dồi, ôi nó không nhảy lên trên đấy. Bực cả mình. Làm sao để nhảy lên trên đấy? Điên à? Bực cả mình. Nghĩa là nhiệm vụ lần này của mình thất bại rồi. Phải hết được nhiệm vụ thì chúng mình mới được xuống chơi. Vẫn không lấy được cái cuộn giấy đấy. Chắc hiểu là phải lấy cái gì nữa. Vậy là mình hết cuộn giấy thì lấy thôi. Một cái. Yeah. Mày quá lấy được rồi. Sorry các bạn, mình đã bị mất máu mất chết. Các bạn sẽ có khá là nhiều mạng nhưng mà mình vẫn đã dùng hết tất cả các cái mạng đấy rồi thì mình chơi luôn thôi. Bây giờ mình chỉ cần lấy được một quận giấy nữa thôi. Mấy quận giấy khó lấy thế. Khó lấy hơn bình thường. Hình như các nhiệm vụ về sau càng ngày càng khó thì phải. Ủa nhớ cẩn thận cái khẩu đại bác này nhá, không tiêu diệt được nó đâu. Chỉ có cách là né đạn của nó thôi. Mở được một cái hộp này. Ui. Và
của 10 đồng bọn kỳ bật. Nhàm chán mãi. Và ở đây thì chúng mình sẽ có play endless bằng cách chơi mà không dừng lại và có các nhiệm vụ nhỏ nhỏ ở trên đây. Và mỗi lần mình hoàn thành nhiệm vụ thì các nhiệm vụ đấy sẽ có thời gian để mở ra một nhiệm vụ mới. Thế nên là game này sẽ có rất là nhiều các cái nhiệm vụ cho các bạn để chơi thử. Và đối với mình thì một game ninja như này sẽ khá là thú vị. Ở đây thì cũng chỉ là upgrade thôi. Và nếu mà bạn nào đã upgrade hết như mình thì cũng không cần quan tâm lắm đâu. Game này thật sự thì đối với mình khá là hay ho. Và nếu mà bạn nào thích thì có thể download về với cái tên là Ninja Awesome. Và hẹn gặp lại các bạn ở những game thú vị lần sau. Xin chào tạm biệt. Game này là có